tối thứ sáu 8 giờ, mẹ đi ngủ dậy lúc 7 giờ. Mẹ mua phấn dẻ ở trên đường cho mẹ đi, rồi mẹ đi dẻ gạch gạch. Khoái quá, dẻ dẻ xong lại đây xếp đều đều mỗi cục, xếp thành một hàng. Wait right here. Sit down. Don't draw on that one. That's the engineer drawing. Dạ, yeah, con đừng có vẽ lên nó của mấy ông kỹ sư, mấy ông vẽ, mấy ông đo đạc mà con vẽ lên nó. Mẹ ơi, đừng có vẽ lên nó nha con. No, okay. Don't draw on that circle. Không có được vẽ lên cái đó. Không có được vẽ lên cái hình tròn đó. Okay? Draw over here, this side. Right there. You hungry? Đói bụng không con? Mẹ đi không đói bụng hả? Mẹ buộc tóc cao quá, nó cứ rớt. Chút hồi vô cắt tóc nè, hôm nay tóc cao quá. Wanna go watch my Donald Duck? No. No? You don't wanna watch Donald Duck? Donald Duck. Not the one to watch Donald Duck. Nè, bỏ vô lại đi. Bỏ vô đi, dọn vô, dẹp vô. Lụm lên. And let's go watch Donald Duck. Put them back. And then we... Back here, car. You have to sit down when you see the car. Con ngồi xuống đi. Con ngồi xuống, con thấy xe, con phải ngồi xuống. Không có được đi ra, tại vì xe nó không biết con đang làm cái gì. Làm gãy bây giờ, đừng có làm vậy. Don't do that, you're gonna break it. You don't wanna break it. No, the tiny antenna. Oh, I see. Nào bỏ vô lại đi, con put it back. No, mom. Nè. Hey, mẹ nói là không có được vẽ vô đó. I said don't draw in that circle. Please.